Ông Mùa đi vào đây, thằng Hiếu đi vào đây. Như nào đây? Đồ bỏ ra chú xem nào. Ôi dồi ôi, gây mất hai cái răng rồi đây. Sao đây? Sao đây, chơi kiểu gì đây? Ôi dồi ôi, gây mất một cái răng rồi. Đấy, gãy một cái răng rồi. Đi lên thế này xem nào. Thằng Mùa, thằng Hiếu đi vào đây. Đi vào đây. Đi đi vào đây để xuống xem nào. Ôi trời ơi, đang đẹp trai này mà bây giờ bị gãy một cái răng này. Thằng Mùa đi vào đây, thằng Hiếu đi vào đây. Như nào đây? Đâu bỏ ra chú xem nào. Ôi gãy mất hai cái răng rồi đây. Gãy rồi. Gãy mất luôn rồi đây. Thế kiểu gì? Đang uống nước ở kia đấy, mấy anh em chơi khóc ư ư ở đây chả biết thế nào. Có chảy máu không? Bỏ ra xe chú xem nào. Tôi đã chết rồi. Đẹp trai nhất nhà bây giờ phải gãy mất hai cái răng này. Không biết là kiểu gì đây. Thế là như nào đây? Phúc về đây xem nào. Nó phải gãy hai cái răng này này. Đâu? Vén vén hẳn cái môi lên đây này. Bị gãy hai cái răng đang đẹp trai đây. Bây giờ bị gãy luôn là hai cái răng. Ngã thế nào này? Thế em ngã như nào? Gãy luôn hai cái răng cửa luôn. Đấy, bây giờ xấu trai không biết là có lấy được vợ không nữa bây giờ đây này. Thế ngã cọc đầu vào thế nào đây? Gãy luôn hai cái răng này, cửa đây bây giờ. Thấy chưa? Thế như thế nào? Mùa? Cháu chứ là thì không sao đâu, chạy bóng ngã thôi chứ không phải tại anh Mùa đuổi đánh đâu. Thế như thế nào Hiếu? Cái tội này là cái tội gì quá. Anh Mùa gì? Chạy cho lắm chứ bảo thôi, nó bảo nó không chạy nhiều rồi. Thế là đập vào đâu? Nó đập vào đâu? Cháu không chạy. Thế có ai thấy không? Cháu nhớ làm dối được không mà. Làm với người mùa cháu nữa là cháu xuống. Đâu đập vào đâu? Đi vào ra đây xem nào. Đâu đập vào đâu? Chơi với nhau thì chơi cẩn thận vào. Ôi chịu rồi mấy cái đứa này. Cứ lúc nào chơi xong rồi đau rồi khóc hù. Đâu thế cái răng sứt đâu? Mọi hôm thì không thấy. Cái răng mẻ đâu? Đây. Ở đây đây hai mấy cái răng mẻ đây đúng không? Đây này. Lần đây nào cũng thấy khóc cứ tưởng là ăn vạ thôi. Chết rồi, đây này, đây mấy cái răng mẻ đây này Phúc ạ. Đây. Cái răng vỡ ra đây này. Đây này, mấy cái hai ba cái. Thế là cục đầu xuống đây à? Ôi giời. Rồi lại gãy cả răng đấy, mất cả đẹp trai rồi.
Ôi cái mùa chạy lấy bóng à? Cháu lấy bóng rồi mùa cứ tranh vào mùa là trong áo tối đi đá bóng với nhau thì chả đầy bây giờ biết làm nào. Đấy, đang đẹp trai đấy, bây giờ là gãy răng rồi. Bây giờ gãy răng rồi, bây giờ cái này là thay rồi đúng không? Thay hết rồi. Trời ơi, thế gì? Ba anh em nhà này răng rất đẹp luôn nha. Không có bố có mẹ gì các bác, bố mẹ đấy. Không có bố có mẹ gì, trẻ con bây giờ rất là lo để thay răng, sợ răng cái răng khỉnh ấy. Ngày nào cũng lên đây đá bóng. Ba anh em răng rất là đẹp luôn. Đấy, bây giờ tự nhiên bị gãy mất hai cái răng rồi. Thay răng rồi, bây giờ không làm, không mọc nữa đâu. Đấy, bây giờ gãy mất hai cái răng rồi. Đây, gãy luôn hai cái răng rồi. Đây. Cái này thì không ăn thịt được nữa rồi. Đấy, đang đẹp trai đấy. Cô đã bảo là nghịch ít thôi, cứ ngày nào cũng chạy rầm rầm cơ. Đấy, trước đây là nổi tiếng cả Việt Nam luôn đấy, ai cũng biết đến, cả các bác ở bên nước ngoài ấy, đều biết đến đấy. Đấy, bây giờ gây mất hai cái răng rồi, bây giờ chả biết là còn đáng yêu nữa không. Ôi giời, mấy anh em chơi đi, mầm mùa đá bóng. Bóng à? Ai đâu bắt được đâu, chứ nhảy vào đấy rồi cháu, nhảy vào đấy lấy luôn. Tranh nhau cái bóng các bác ạ. Cũng chẳng phải là cố ý đâu, không biết làm thế nào nữa rồi. Đấy, bây giờ mất, gãy làm hai cái răng rồi. Tranh nhau cái bóng. Ôi giời. Đấy, đây là đi đá bóng tranh nhau thôi, không phải là đánh đâu. Nó bảo cái răng cái bây tóc bây giờ biết phải làm thế nào bây giờ. Cái răng cái tóc ở góc con người đấy. Thế cô đã bảo là nghịch ít thôi, cứ ngày nào cũng nghịch lắm cơ. Đấy, có đẹp trai không, có lấy được vợ đẹp không, thế có lấy được vợ giỏi hay không ấy, thì nó do mấy cái răng này đấy. Hai cái răng cửa chứ. Đấy, bây giờ này gãy mất hai cái răng rồi. Với các cháu thì thay răng hết rồi các bác. Lên răng hết rồi. Mùa nhá, chơi với em để ý vào, đừng để cho em đau như thế. Đấy, bây giờ như thế này đây, gãy mất hai cái răng rồi. Từ mai trở đi nhìn hai cái răng này là không ra gì nữa. Ngồi rồi. Lên đây xem nào, ngồi đây, ngồi xuống. Đấy. Ngồi xuống nghỉ tí, đau rồi đi về. Hết đau rồi đi về. Bây giờ thì đấy, đang đẹp trai đấy, đang nổi tiếng nhất Việt Nam rồi đấy. Đấy, bây giờ này bị gãy hai, mất hai cái răng cửa rồi. Bây giờ làm nào đây? Đấy, sau này lớn là có lấy được vợ hay không phải do mấy cái răng này đấy. Thế bây giờ lại bị gãy răng như này đấy. Mà gãy đúng hai cái răng cửa luôn. Thì chả biết là như thế nào đấy. Còn đau nhiều. Có. Không có thuốc. Ai trời ơi. Đây hai cái răng gãy vẫn ở thôi đây nhá, này. Lần sau chơi đây. Thì nghịch gãy vừa thôi. Đây, hai cái răng gãy vẫn ở đây này. Bây giờ làm nào? Đẹp trai nhất nhà bây giờ lại trở thành xấu trai nhất nhà rồi. Đã rơi cái răng ra hết chưa hay ở trong cổ nó nhổ nó đi. Đâu đây à? Rồi. Sao nó tan tành ra hết thế nhỉ? Gãy đây gãy một nửa, gãy một nửa nó nhổ bọt là ra rồi, ra hết rồi. Đây đây. Vẫn ở trong bãi nước bọt cái nửa cái răng ấy. Chán thật đấy. Đấy. Tự nhiên đang đẹp trai đấy, bây giờ lại trở thành xấu trai đấy. Chơi với nhau thấy chưa? Cứ tí tí lại khóc ầm hết lên, cứ tưởng là làm sao rồi đi xuống thì đôi lúc thì cũng vừa ăn vạ nữa cái em chứ này. Thấy khóc thì cô còn đang ở trong nhà vệ sinh. Bảo là gãy răng cứ tưởng không phải đi ra gãy thật rồi. Răng này bây giờ vá cũng rất khó rồi, không nó vá bị được đâu. Nó bị cái răng này không vá được. Vỡ mất 1/3 của bây cái giờ, răng. Bây giờ sao? Đâu há ra nè, há ra để xem là ông bà các bác xem nào. Sau này lớn mà muốn đẹp ấy thì đi tối quá không nhìn thấy gì.
đây đi này. Mài nó đi xong rồi chụp lại như, thôi như thế này thì còn vá kiểu gì được, người ta bảo bị vỡ hay là như thế nào ấy. Đây bị gãy hẳn nửa chừng như thế này thì làm cái kiểu gì được bây giờ đấy. Răng này sau này lớn đi chụp thôi, nhưng mà lấy đâu ra tiền bây giờ đấy, bây giờ cái răng này quan trọng lắm đấy. Quan trọng nhất cái răng con người, quan trọng nhất cái răng cái tóc đấy, bây giờ tự nhiên bị gãy mất răng rồi. Đó, mùa lần sau chơi thì bây giờ làm kiểu gì đây chơi. Ôi, thì tránh nhau ra mà chơi, cứ thấy nhau thì đang ngồi kia ông nước cũng thấy khóc hư hư. Tự nhiên này khóc khóc như kiểu sắp nứt ra, chả biết là như thế nào. Đấy, các bác nhà lắm con trai như thế đấy. Quá các bác ạ. Đấy, thôi để ngày mai, để mai sáng hơn để xem lão Trư các bác nhé. Lão Trư bị rụng hai cái răng cửa rồi. Trời ơi, không có đá bóng ra biết gì nữa, đi về đây. Cái học đã biết chưa hả? Đã đọc được hết chữ chưa? Đi về luôn, chơi nhanh, đi về, đi về. Cái đấy thì nó không đau, em hiểu chưa? Cái đấy thì nó không đau, nghĩa là bây giờ ấy, thì là nó bị gãy răng, răng nó sẽ xấu đi rồi. Chứ còn bị gãy răng này nó có đâu có đau đâu, nó không đau. Có đau không? Có. Có đau gì? Vâng. Răng này đau dây thần kinh, em có thuốc ấy cho nó uống. Thuốc gì, làm gì cho thuốc uống linh tinh được, mình đâu có thuốc thuốc, thuốc giảm đau ấy, thuốc giảm đau. Răng. Ngoài cái thuốc đau đầu kia thì có cái thuốc gì đâu? Chá nhiều hôm sao mà như thế này mà gãy được răng là nào? Đi mua thuốc giảm đau thì cũng không đi mua được nữa đâu, bây giờ họ đóng cửa hết rồi. Bố có? Có thì cho nó. Có đau lắm không? Đau thì mới uống nha. Đau mới uống nha, còn không đau là không uống đâu. Vâng. Vì cái thuốc giảm đau nó rất là hại. Bởi vì nó là thuốc giảm đau mà. Hôm nay cũng là thứ 7 các bác ạ. Hôm nay thứ 6. Thứ 6 nhỉ? Thứ 6. Đấy, bây giờ ấy, thấy chưa? Rồi nghịch quá, không biết làm nào được. Cất cái quả bóng kia đi, không chơi nữa. Từ mai trở đi, đừng có đứa nào ra đây đá bóng nhá. Có quả bóng mang đây bỏ đi, vứt đi, không chơi nữa. Ngày nào cũng chơi thì cứ thấy hay khóc, ăn vạ thì cứ tưởng là không sao rồi. Để ngày mai chờ nó sáng hơn thì bây giờ hiện tại là để cho cháu uống thuốc giảm đau xem nào, bởi vì răng nó liên quan đến thần kinh đau, cho uống thuốc giảm đau đi. Cho nên bây giờ cũng chả làm cách nào được bởi vì gãy răng mà. Thế thì sáng mai các bác xem lão Trư nha các bác nhé. Răng bây giờ quá là buồn. Thôi